Tập phim Cây quạt thần. Sao hè năm nay lại nóng thế này nhỉ? Nóng quá, chết tôi mất. Anh đã ơi, nóng quá. Anh làm gì cho bớt nóng đi. Cũng thấy em chơi giỡn làm gãy cái quạt của anh. Than than cái gì nữa? Không em gì hết, thật không chịu nổi mà. Mình nổi mụn khắp mặt, mình phải làm sao đây? Chịu hết nổi rồi, nóng quá. Không thể chịu được nữa, tôi phải đi du lịch thôi. Bút Chì ơi, cho xanh theo với. Đứng lại, không đi đâu hết, em phải sửa cho xong cái quạt máy của anh đã. Em mà không sửa xong thì sẽ không được ăn cơm đâu, cho chừa cái tội phá phách. Tại sao bột lại không hiện ra? Nóng quá, đến ta còn chưa cứu nổi mình xanh ơi. Được rồi, ta sẽ cho con cái này. Đừng đi xanh, ta cho con cái này. Ta vẫn chưa nói hết mà. Anh đã, xem em có gì nè. Dưa hấu hả? Kệ, có cái này cũng được, mau bổ dưa ra ăn đi. Dạ. Khoan, mấy bạn ơi, tôi không phải quái dưa bình thường đâu. Tôi cho mấy bạn hai điều ước, mấy bạn tha tôi nha. Mình đâu có mà. Tôi nói thiệt đó. Em ước mình thành sinh nhân biết bay. Nhận đi, em thật là ích kỷ. Không, dưa hấu của em mà. Nhưng em không có thành siêu nhân được đâu. Không được. Thôi đi, em nghĩ mình nên ước có một cái quạt máy khổng lồ. Như vậy tất cả đều có lợi. Anh đã ngồi cả buổi sáng rồi. Nhường cây quạt cho em đi. Không được, anh vẫn còn nóng lắm. Nhường cho em đi mà. Đúng rồi, anh đã cứ dành cây quạt cả ngày. Em làm gì thế? Bỏ xuống. Cây quạt đã ngồi sẵn mà. Nè, dưa hấu đang ngát kìa, tất cả là tại ngươi. Đúng rồi, làm thịt nó luôn đi. Khoan, cả nhà hãy bình tĩnh. Mọi người còn một điều ước nữa mà. Ước cái gì nữa? Mau làm cho mọi thứ trở lại như cũ đi. Được thôi. Yeah.
Xem tôi mua gì cho mọi người nè. Đây, đây nữa.